giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Chào quý vị và các bạn. Do hiệu ứng phơn, hôm nay nắng nóng diện rộng đã xuất hiện ở vùng núi từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi. Lúc 13 giờ, dù chưa phải là thời điểm nhiệt độ lên cao nhất trong ngày mà cũng đã lên 35-37 độ. Dự báo là ngày mai nắng nóng sẽ lan ra cả ven biển như là thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới hay là Huế, Quảng Ngãi đều có mức nhiệt cao 35-36 độ. Không có hiệu ứng phơn nên miền Bắc nóng chậm hơn, chỉ cục bộ vài nơi như Lào Cai, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Ninh Bình, nhiệt độ tăng lên ngưỡng nắng nóng 35 độ. Còn thủ đô Hà Nội và các nơi khác sẽ trong khoảng là 33 cho đến 34 độ. Cộng với độ ẩm trên 60%, trời oi bức. Tây Nguyên Nam Bộ có nắng mạnh vào trưa và chiều mai. Thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp miền Đông Nam Bộ hay một số nơi ở Tây Nam Bộ như là thành phố Châu Đốc chạm mức nắng nóng là 35-36 độ. Còn tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và các thành phố khác ở Nam Bộ sẽ nhiệt độ trong khoảng là 31 cho đến 34 độ. Sau 15 giờ, mây dông có thể phát triển và gây mưa vài nơi ở Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Mưa diện hẹp rất nhanh, nhưng trong cơn dông vẫn có khả năng đi kèm gió giật, sấm sét nguy hiểm. Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, mưa không đáng kể, chủ yếu ngày mai trời sẽ có nắng, gió ở đây khoảng là cấp 3 đến cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.